Ok, bây giờ thì tranh thủ lúc mà bơ đang ngủ thì mình sẽ làm đèn trung thu để trang trí. Bởi vì hôm nay đã gần đến ngày trung thu lắm rồi. Thì không biết là bây giờ bơ vừa mới ngủ, không biết cho đến lúc bơ tỉnh dậy thì liệu mình có làm được hai cái đèn lồng và hai cái đèn ông sao hay không. Nhưng mà mình sẽ cố làm thật nhanh. Đấy, đầu tiên là mình sẽ làm đèn lồng trước bởi vì đèn lồng nó dễ hơn. Thì hôm nay mình đã học được một công thức đặc biệt, đó là làm những chiếc đèn lồng bằng những cuộn len này. Thì nguyên liệu thì chắc chắn phải có len rồi. À, cần hai quả bóng. Hai quả bóng loại vừa vừa thôi. Đấy, và cần thêm loại keo này bạn này, cái này gọi là keo sữa. Thì các bạn có thể mua cái này ở hiệu sách hoặc là nếu bạn nào gần các cửa hàng bán vật liệu xây dựng ấy. Hôm nay sẽ làm chiếc đèn lồng Angry Bird. Mình sẽ làm phần khung trước và tí nữa bơ dậy thì sẽ rủ cả mẹ Trinh và bơ làm cái phần trang trí phía sau nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đấy, đầu tiên là mình sẽ bơm hai quả bóng này lên. Mình chỉ bơm bóng ở mức độ căng vừa thôi, bởi vì nếu mà bơm căng quá thì nó dễ nổ, với cả là nó tốn len. Không biết là hai quả len này liệu có đủ hay không. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ cho keo ra cái hộp này. Đây, bây giờ mọi người thấy là keo khi mà vừa mới đổ ở trong lọ ra thì nó rất là đặc. Và mình sẽ phải dùng nước để pha loãng phần keo này ra trước khi mà nhúng những cái cuộn len này vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhúng cái cuộn len này vào. Bây giờ mình sẽ quấn cái cuộn len này vào trong cái quả bóng này. Buộc vào đầu này đã, chắc chắn. Một cuộn dây này không đủ quấn một quả bóng như này. May mà mình đã chủ động chuẩn bị hẳn hai cuộn. Bây giờ mình sẽ nối vào cuộn thứ nhất và tiếp tục quấn. Tí nữa sang cái bóng màu vàng thì chắc là mình sẽ cho nó bé đi một xíu. Quả bóng to này quấn tốn len quá. Nãy giờ mình quấn cuộn len thứ nhất thì mình quấn không đều lắm. Có chỗ thì lại nhiều dày len quá, có chỗ thì không có len, nên là cuộn thứ hai này mình sẽ phải dò dò lại chỗ nào mà nó ít len quá thì mình lại quấn bổ sung vào. Được chưa? Rồi. Rồi vào đây trợ giúp nào. Mình nhắn có sức làm. Ngon nhỉ? Bánh nào? Trông tưởng là chè chứ. Quần hơi to, hơi tham nha. Quần mãi không sao. Mỏng to quá hả? Thì nữa chắc là cái bé bé thôi. Cái to là cái bé. Tối nay sẽ ăn cháo sườn Đài Loan. Tại sao lại gọi là cháo sườn Đài Loan? Tại vì nó là cháo sườn từ Đài Loan. Không, ở Việt Nam à? Ở Việt Nam khó hơn. Sau một hôm quấn thì mình thấy là phải mặc tay, chặt tay vào một tí mọi người ạ. Nếu mà không quấn chặt lại thì sợ tí nó bung ra mất ấy. Mọi người phải quấn chặt tay một chút. Nhất là những cái đoạn quấn mà cuối như này. Quấn chặt tay một chút. Rút kinh nghiệm quả thứ hai, mình chỉ bơm nó bé bé thôi. Rồi, đã xong luôn quả thứ hai. Quả thứ hai này có kinh nghiệm quấn rồi, có vẻ ổn hơn đấy mọi người ạ. Nhìn này. Đấy. Ngon chưa? Bây giờ mình sẽ mang hai quả này ra ngoài sân, ngoài ban công để phơi nắng, không khô. Để cho cái keo này nó cứng vào. Ok, trong lúc đợi hai cái đèn lồng kia nó khô ấy, thì mình sẽ làm thử một chiếc đèn ông sao. Đấy, đầu tiên là mọi người hãy chuẩn bị cho mình những cái nan tre như này này. Mọi người có thể lên trên Shopee đặt ấy. Thì bây giờ mình sẽ dùng 5 thanh trước nha. Đấy, dùng dây thun này. Buộc chặt ở những cái đầu này vào. Cứ buộc chặt hai thanh một, hai thanh một. Rồi, bây giờ mọi người hãy làm tương tự một cái giống y hệt như này nữa. Sau khi đã có được hai ngôi sao giống hệt nhau thì mình sẽ buộc những cái đầu của hai ngôi sao này lại với nhau.
Rồi, sau đó mọi người hãy dùng những cái thanh trống ngang như này này. Đấy, mọi người cắt bằng nhau nhá, mọi người chống nó lên. Sau khi đã chống được cái thanh trống vào trong này rồi thì mọi người hãy dùng súng bắn keo này để cố định lại những cái vị trí này. Đấy, rồi xong, mình đã làm xong phần khung của một chiếc đèn ông sao rồi. Bây giờ chỉ việc cắt giấy màu để dán lên đây nữa là xong. A few moments later. Mình vừa mới ngủ một giấc dậy mà chồng mình đã hoàn thành xong hai chiếc đèn gần, lồng. Gần hoàn thành xong hai chiếc đèn lồng. Công việc trang trí còn lại là dành cho hai mẹ con đấy. Đây là chiếc đèn lồng Angry Bird. Tự nghĩ ra xong rồi bảo hai mẹ con là bây giờ đây. Bọn mình định là mai sẽ cái gì? Phá cỗ à? Phá cỗ trung thu đúng không? Phá cỗ ở ngoài này. Đấy, và ông Thành cũng vừa mới mua được mấy cái đồ trang trí ban công ở trên Shopee. Chẳng tại vì làm cái gì? Nhà mình ấy thì ở dưới nhiều cây rồi nhưng bây giờ mình không muốn để ở dưới này nữa, mình mua mấy cái giá với cả mấy cái kệ ở trên này xuống này mà mình định khoan bắt nó vào tường này, xong rồi để cây lên những cái kệ đấy ấy, để cho dưới này nó gọn thì có thể dưới này làm bộ bàn ghế ngồi dưới này uống trà được chẳng hạn. Nhưng mà nghe như mấy cụ. Cái cây hoa giấy này sẽ phải đưa sang ban công bên kia hoặc là bỏ nó đi thì mới đủ rộng rãi được. Đấy, nhưng mà bây giờ thì mình mua về cũng mấy hôm rồi. Đầu tiên là mình mua bộ kệ để mà để cây, xong rồi phải mua thêm một bộ khoan để mà khoan lên tường để bắt cái bộ kệ đấy. Bơ đang rất là say sưa với mấy cái đèn lồng này nhưng mình chưa muốn cho bơ sờ vào bởi vì cái này có keo ấy. Và keo thì nói chung là nó sẽ không tốt cho sức khỏe lắm. Nên là để đèn của ba nhá. Chờ lúc nào khô xong rồi ba sẽ tháo xuống nhá. Ông sao năm tươi tan đầy rất xa can gào qua em cầm đèn sao tươi của đêm nghiệt hoa dinh 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 ánh sao bạc nơi cuối cùng cũng đến giờ ăn tối. 8 giờ tối rồi. Thực ra là bình thường nhà mình phải ăn cách đây 1 tiếng rưỡi gì đấy. Nhưng hôm nay hai vợ chồng cố gắng dọn dẹp làm nốt mọi thứ trong nhà nên là ăn hơi muộn. Hôm nay biết chồng mệt nên mình đã làm món cháo sườn Đài Loan. Wow. Bình thường mình cũng rất thích ăn cháo sườn rồi mà hôm nay còn cháo sườn Đài Loan.
Còn có cả món này như gan xào đúng không? Ừ, tháng sợ Đài Loan là phải có cả gan xào. À, giống cái hàng đông đông ở chỗ Phan Đình Phùng ấy. Ừ, chồng biết rồi nhưng mà chồng chưa ăn ở đấy. Vợ cũng đã ăn ở đấy bao giờ đâu. Mình hay ăn ở mấy cái quán cháo sườn mà ở gần đây thôi ấy. Còn nhà mình, nhà mẹ mình ở gần Phan Đình Phùng đấy, nhưng mình có bao giờ ăn ở kia đâu. Tại vì thấy nó đông quá. Nên hôm nay search thử một cái công thức làm cháo sườn ở trên mạng. Làm thử. Okay. Mời mọi người nha. Ăn thử cháo trước nào. Ngon không? Ngon. Sao ơi, nói chung là cái nước rất là ngọt đúng không? Chồng thấy là vợ cần cho cả ngô vào đây nữa. Cả ngô. Cả sườn sụn này. Cả xương cục này. Nên là nó ngọt lắm. Cháo vịt nhá, đây không phải cháo vịt quá, đây là cháo sườn. Bơ đã được ăn rồi đúng không? Bơ ăn lúc ngủ dậy rồi, bây giờ con để chồng mình ăn. Ngon quá. Wow. Cho cái sốt này ngoài ra còn có bánh mì sốt bơ tỏi. Có quẩy nữa. Quẩy nữa. Quẩy nó có phải nguyên bản không hay là sáng chế thêm vậy? Bơ đang dặn ị rồi. Oh no. Có con nhỏ ấy thì đến giờ ăn cơm một con ị rất chuyện rất bình thường. Quen rồi nên là không thấy ghê gì cả. Một ngày chủ nhật trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ủa, hôm nay chủ nhật à? Chủ nhật đấy. Nhưng mà hôm nay là một ngày khá là năng suất đấy. Công nhận. Hai vợ chồng mình làm được khá nhiều thứ việc nhà. À, đến giờ này cũng rất là mệt rồi. Ăn được một bát cháo ngon, cảm thấy hồi sức. Mình sẽ để link cái công thức làm cháo sườn ở dưới description nhé. Mọi người làm. Mời mọi người nha. Mọi ăn người xong nha. Rồi mời mọi người ra chiêm ngưỡng vườn của ông Thành. Cuối cùng, kế hoạch trong cả mùa dịch đã được thực hiện vào những ngày cuối cùng của đợt giãn cách. Mình cũng nghĩ là đợt dịch này ở nhà nhiều, chắc mình phải làm một cái gì đấy để gọi là cho nó thật ý nghĩa. Đấy, cho nên là trong mùa dịch này, cái này mình cũng đặt online này. Tất cả những cái đồ kệ các thứ trên này là mình đặt online hết. Xong mình đặt thêm những cái dụng cụ khoan này, các cái đinh vít các thứ là mình đặt online về nhà rồi, kể cả cái hệ thống tưới nước như mấy cái vlog trước mình có giới thiệu ấy là mình cũng đặt online về mình lắp. Thì đến hôm nay thì mình nghĩ là cái ban công của nhà mình tương đối là hoàn thiện rồi về cái phần cấu trúc. Còn những cái vấn đề tiếp theo có thể là thêm một số cái cây cảnh với cả bàn ghế gì đấy. Ừ, bàn ghế là vợ mình sẽ nghĩ tiếp. Nào, bây giờ xin mời vợ ra thăm khu vườn sau khi hoán cải. Sau khi gì? Sau khi hoán cải. Hoán cải á? Hoán cải là cái gì? Hoán cải là sửa đổi lại. Wow, làm mới lần lại. Đầu tiên nghe thấy từ đấy. Chỗ này treo cái gì? Trên đấy sẽ treo những cái cây mà nó rủ xuống ấy. Nhưng mà nhà mình hiện nay chưa có cây nào mà hàng bán cây chưa mở cửa nên mình chưa mua được. Trên này 4-5 cây nữa. Ôi rồi nhìn nó gọn gàng hơn bao nhiêu ấy. Cũng là từng đấy cây nhưng mà trông nó khác hẳn luôn. Không bớt đi mấy cái cây to đấy. Xong rồi còn một đống ở chỗ này để ngồi chơi chill. Nói chung nhìn thích mắt mọi người ạ. Bạn nào mà cũng muốn ăn mấy cái kệ này thì mình sẽ mượn link của ông Thành mình để ở dưới nhá. Chấm cho chồng 9.5. Bao giờ xong hết mấy chỗ này nữa thì cho 1.10. Cái này ra cho vợ nha. Thực ra lúc đầu mình nhìn ở trên cái ảnh em, mình không nghĩ nó sẽ ra cho nó gọn gàng như thế này. Chứ đợt trước cả bầy hết cả ra đây. Xong bây giờ để lên đây cho nó gọn gàng hơn bao nhiêu. Mà mai ra đây đón Trung Thu được ấy. Ừ, hợp lý á. Mà thực ra cây của nhà mình cũng chưa đẹp lắm đâu, nên mình mới để tạm ở đây thôi. The next day. Cuối cùng sau 2 ngày lao động thì gia đình mình cũng đã làm xong chiếc ban công xinh xắn và mấy cái chiếc đèn lồng này. Và bây giờ chuẩn bị bay cỗ ra đón Trung Thu. Hơi đáng tiếc một chút là hôm nay là ngày cuối cùng của giãn cách nên vẫn chưa thể mời ai sang đây để chung vui Trung Thu cùng với gia đình Bơ được. Nên là hôm nay nhà Bơ có... sẽ ăn riêng. Ừ, ăn riêng. Wow, Nam thích nhỉ. Tối Bơ ngủ đây nhá. Tối Bơ ngủ đây nhá, được không? Trông như sạch diều.
Xin chào mọi người. Chào mừng. Con đang giới thiệu các đèn lồng của con kìa. Đèn lồng đâu con, đèn lồng đâu? Con đang giới thiệu các bạn. Đèn lồng Angry Bird à? Mình có đèn ông sao nữa. Đây. Này, đúng rồi, đâu nữa? Đây. Yeah, con đưa cho mọi người xem nào, xem cho mọi người xem đèn của con nào. Yeah. Con đưa lại đây, đưa lại đây cho ba nào. Đấy. Rồi, con chú thế rồi. Con hát bài gì nhỉ? Hát gì nhá? 2 3. Tung tung tung. Đây anh sao vui. À, trung thu liên hoan cho sang ngập đường dưới ánh trăng mình cùng cất tiếng yay yeah. Đây là ông sao đây, cháu chuẩn bị đi rước đèn trong ban đây. Còn đây là chiếc đèn ông sao hôm qua mình làm cái khung nhưng mà vừa mình bảo là dán lên chắc không đẹp đâu, cho nên mình khung như này luôn. Để đây đẹp vào mọi người. Trông nó loạn lạ ấy. Yeah. Nhà mơ đang phá cỗ. Nhà ít người nên là cỗ chỉ có vài thứ cơ bản thôi. Đây ba lấy cho con này này. Bưởi này, roi này, dưa hấu này, bánh nướng này. Quả giói à. 2, 3. Tung tung tung. Trong rừng ra ngoài đi. Có con xưa người mong quanh vòng quay. Đây mẹ móc sao. Thu liên hoan vui sáng ngập đường vang. Mà mình mới sắp rồi đi ngủ xong. Bây giờ tranh thủ ngồi đây chill một lúc. Ủa trăng đâu ở đây? Trăng trên đầu kìa. Trăng tròn cực mọi người ạ. Lâu lắm mới thực hiện được ước mơ ngủ chill ở ngoài ban công. Từ hồi về đây là được 1 năm rồi đấy. À 2 năm. 2 năm nhận cái nhà này, bây giờ mới có lúc ngủ chill ở ngoài ban công này. À, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem vlog ngày hôm nay. Và hy vọng là khi mọi người xem vlog này thì mọi người sẽ có một ngày trung thu thật là vui vẻ, đầm ấm nhưng mà vẫn an toàn. À, đi nếu mà có đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang. Và thêm một tin vui nữa đấy là ngày mai thì Hà Nội bắt đầu nới lỏng ra rồi. Wow. Nên là chắc là mọi người cũng sẽ có cơ hội để gặp bạn bè hay là gặp bố mẹ mình nữa. À, nên là chúc mọi người có một ngày trung thu vui vẻ nha. Bye bye. Bye.